Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Mì Blog. Thời gian trước thì mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn cách để lấy stream key từ TikTok để like bằng OBS Studio. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì TikTok cũng như là nhà phát triển họ đang hợp sức lại, cũng như là hiện tại phần mềm đang bị lỗi. Và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể là live stream TikTok bằng một công cụ khác. Rồi, và cái phần mềm mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Streamlabs. Các bạn biết nhiều đến OBS Studio, Xsplit thì các bạn gần như là đã bỏ quên cái Streamlabs. Đây cũng là một trong những công cụ livestream rất là đặc lực mà hiện tại cũng có rất nhiều các KOL sử dụng để có thể livestream. Các bạn chỉ cần gõ là Streamlabs đó. Đây là một cái công cụ rất là hữu ích để cho các bạn có thể là livestream. Ở đây thì các bạn có thể là tải về phiên bản dành cho Windows hoặc là cho MacBook hay bất cứ một cái hệ điều hành nào mà bạn đang sử dụng nhé. Các bạn có thể tải về. Một số những cái tính năng đặc biệt thì các bạn cần phải kích hoạt VIP thì các bạn mới có thể sử dụng được. Tuy nhiên là mình thấy rằng là phần mềm này nó hỗ trợ những cái cơ bản rất là ok và nó tích hợp thẳng với TikTok, nên là các bạn không cần phải sử dụng bất cứ một cái cách nào để lách lấy key của TikTok nữa. Đó. Sau khi tải về thì các bạn chỉ việc là cài đặt như bình thường thôi, và mình sẽ hướng dẫn các bạn ở bước tiếp theo. Ok, sau khi mà đã tải về và cài đặt thành công thì các bạn sẽ chọn như sau. Các bạn sẽ chọn vào live streaming, các bạn ấn continue. Tại bước đăng nhập này thì các bạn sẽ chọn vào login để đăng nhập bằng tài khoản TikTok của các bạn lên đây. Các bạn sẽ chọn vào login bằng TikTok này. Nếu như bạn nào chưa phân quyền cho Streamlabs thì bạn cần phải phân quyền, là cái bước phân quyền nó sẽ hỏi. Ở đây thì mình đã đăng nhập sẵn rồi thì nó sẽ tự động đăng nhập. Và ở đây nó sẽ hỏi các bạn là các bạn muốn nhập những cái thông tin từ OBS Studio hay không, hay là muốn nhập thông tin từ Twitch Studio, hoặc nếu như bạn không cần thì bạn sẽ ấn chọn đây. Camera thì nếu như bạn camera thì các bạn sẽ chọn xem đấy là camera nó đã được nét hay chưa, hoặc là các bạn có thể ấn skip. Tại bước này ở đây thì nó sẽ có một số những gói đó, các bạn có thể thấy là những cái gói này nó sẽ mở ra thêm cho các bạn rất nhiều những tính năng, còn không thì bạn có thể chọn vào free. Đây thì nó sẽ là bắt đầu đó. Ở đây thì bạn có thể thấy là tài khoản nick TikTok của mình đang được đăng nhập. Và hoặc là các bạn có thể vào phần setting để kiểm tra xem, vào phần stream để xem là nó đã đăng nhập hay chưa, thì các bạn có thể thấy là nó đã đăng nhập. Các bạn muốn stream trên bất cứ một nền tảng nào thì các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản đó. Tại đây thì nó sẽ có một số những cái hiệu ứng ấy, cài đặt nó tương tự như OBS Studio thôi, và thậm chí là có nhiều những tính năng hơn, thì các bạn có thể là tham khảo ở cái phần mềm này để sử dụng live stream đó. Thì sau khi mà các bạn đã tải như thế này, các bạn cài đặt một số thông số như là màn hình, rồi màn hình game rồi các thứ, thì các bạn sẽ chọn vào phần go live ở đây. Nó chọn vào phần go live ở đây thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là ở stream trên TikTok, thì bạn chỉ việc biến title vào đây, ví dụ như là tab live chẳng hạn đó. Bạn vào đây các bạn gõ cái everyone, hay là chỉ một mình bạn thôi, bạn muốn mọi người nhìn thấy hay là chỉ một mình bạn, thì bạn có thể đây, và sau đó thì các bạn enter confirm go live, hoặc là các bạn muốn ghi lại cái màn hình livestream này thì bạn sẽ chọn vào record stream, thì nó sẽ ghi lại cái quá trình livestream của các bạn đó, hoặc là các bạn bật confirm go live. Đây thì nó sẽ kết nối ngay lập tức đến cái TikTok, và nếu như bạn muốn xem khung chat trực tiếp ở trên này thì bạn cũng có thể hoàn toàn là các bạn sẽ đăng nhập vào đây thì nó sẽ hiển thị cái khung chat cho các bạn ở đây đó. Thì đó là cái cách mà đơn giản để cho các bạn có thể là kết nối với cái livestream trên TikTok mà không cần phải là thông qua bất cứ một cái phần mềm bên thứ ba nào can thiệp để có thể lấy được ski livestream đó. Đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn rất là nhanh gọn. Đây các bạn có thể thấy là mình đang livestream ở đây, test livestream này, test live này đó. Bây giờ thì mình sẽ ấn end đó. Rồi nó sẽ mất đi đấy, các bạn có thể thấy. Rồi đó là một cái cách rất là đơn giản để cho các bạn có thể livestream bằng phần mềm bên thứ ba mà không lo bị bật quyền là bị TikTok họ chặn rồi đó. Hy vọng là video này sẽ có ích với các bạn. Đừng quên like và share subscribe kênh của mình để nhận được
thông báo khi mà mình upload video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.